Thứ tư, tiêu thụ vật phẩm, đồ đạc do người khác ăn cắp mà có thì có phạm tội ăn cắp không? Tôi nghĩ là quý vị nên học thuộc những cái chi phần của năm giới. Muốn mà trộm cắp á thì chúng ta phải hội đủ những cái điều kiện sau. Thứ nhất á là vật có chủ, tức là vật không có cho đó. Biết rõ đó là vật có chủ có ý trộm cắp, có ý muốn trộm cắp, cố gắng trộm cắp, ra sức bằng lời nói hoặc bằng cái sự gợi ý, hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm. Và cái thứ ba là đã lấy được ở đây á, nó có nghĩa là mình nhích nó ra khỏi vị trí cũ của nó, dù chỉ bằng một sợi tóc thì đã tính là đã lấy được. Đấy, thì quý vị cứ dò những cái chi phần đó thì quý vị sẽ thấy là mình có phạm cái tội trộm cắp hay không. Thì như vậy á, quý vị thấy là ngay cả bộ luật hình sự của Việt Nam cũng chia ra làm hai tội. Thứ nhất là tội trộm cắp, thứ hai là tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cho nên á, hai cái tội này là hai cái tội khác nhau. Theo đạo Phật thì cũng vậy, cái tội trộm cắp là một chuyện, còn khi mà mình tiêu thụ, mình gọi là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thì cái đó không phạm vào tội trộm cắp. Nhưng mà mình sẽ có cộng nghiệp. Vào thời Đức Phật ấy, có một vị tướng rất là giỏi. Vị tướng này có 16 người kia, 16 người con, tức là vị tướng thủ lĩnh và 16 vị tướng nhỏ, là có một gia đình gia tướng rất là hùng mạnh, nhưng mà bị sàm tấu. Bởi vì nhà vua sợ là những con người này là sẽ tạo phản, bởi vì một người tướng và 16 người người con cũng là tướng tài, sợ bị phản, cho nên là đem đi chém. Và sau khi chém xong á, ra một cái thông báo về cho cái người vợ của cái vị tướng này, tức là vợ và mẹ của 16 người con vừa mới bị chặt đầu. Thì cái người phụ nữ á, mà có chồng và 16 người con mà bị giết chết, phải chịu cái nỗi đau mất chồng và mất con. Cái tiền nghiệp là như thế này. Vào cái thời quá khứ có 17 chàng thanh niên trộm một con bò, đi đến nhà của một bà lão và xin mượn cái chỗ để mà làm thịt con bò. Thì sau khi mà làm thịt con bò đó thì có chia cho bà lão ăn, coi như làm tiệc thì có chia cái phần đó cho bà lão ăn. Thì chính vì 17 chàng thanh niên và bà lão này đó cộng nghiệp với nhau, 17 chàng thanh niên có nghiệp trực tiếp là trộm cắp và giết con bò, sau này bị đương nhiên là phải đi địa ngục rồi, nhưng mà sau này đó là bị cái tội là bị chém đầu. Tương ứng với cái nghiệp hồi xưa. Còn bà lão mặc dù bà không trực tiếp làm nhưng mà bà có hưởng ké, tức là có cộng nghiệp bằng cái việc là có ăn chung cái món thịt bò đó. Do bà có cộng nghiệp cho nên đời này bà làm vợ và làm mẹ của 17 con người này, tức là vợ của một người và mẹ của 16 người con. Và bà phải chịu cộng nghiệp bằng cách bà chịu cái nỗi đau mất chồng và mất con. Đương nhiên cái cảnh này không chỉ một kiếp này và đã diễn ra ở rất nhiều những kiếp trước rồi, tức là bà sống ở những kiếp trước,
thì bà cũng là vợ của và vợ và mẹ của 16 con người này, và cũng chịu cái cảnh là mất chồng và mất con đấy. Cho nên phạm tội trộm cắp thì không phạm, nhưng mà có cộng nghiệp